Cả Philippines và đội tuyển nữ Việt Nam là các tân binh lần đầu tham dự World Cup nữ 2023. Hai đội được xếp vào các bảng đấu khác nhau và nhận được kỳ vọng khác nhau. Philippines nằm trong bảng A cùng với New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ, trong khi chỉ có Na Uy là đội mạnh rõ rệt. New Zealand và Thụy Sĩ không vượt trội so với đội bóng Đông Nam Á. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm trong bảng E với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đây được coi là bảng đấu khó khăn. Trận đầu tiên của đội Việt Nam sẽ làm khách trước Mỹ ngày 22 tháng 7. Hai cầu thủ nổi bật của đội tuyển Việt Nam là Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thanh Nhã.